Hello mọi người, hôm nay mình làm một cái video này hơi lạ nha mọi người. Video này của anh Công đặt lịch. Anh Công gọi cho mình bao lâu rồi ta? Hôm qua. Anh Công đặt lịch cho mình cái MacBook Pro 13 inch 2338 này. Của anh Công miêu tả là anh để lâu không dùng, khui hộp ra, rồi pin nó báo service luôn, rút ra tắt luôn. Anh Công có gọi rồi, thì mình cũng trao đổi lại là y như bình xe vậy đó. Xe mình đi không đi 2-3 năm, để ở nhà đời lên nó đâu được đâu, đúng không? Thì mà năng lượng này nó kiểu gần giống thôi, thì 2-3 năm mình thời gian dài không dùng đợi thì cũng có thể chết, nhưng xác suất nó thấp lắm, 1%, 1/1000 thôi. Mình xui đó, mình xui trúng cái đó chứ không phải là cục nào cũng vậy đâu, có xác suất thôi. Ok, bây giờ mình sẽ nhận lại máy của anh Công cho anh Công đi làm đầy đủ seri này, rồi mình sẽ thay cho anh là anh Công chọn lựa là pin zin theo máy, sức khỏe tốt, càng ít lầu sạc càng tốt, đúng không? Mình sẽ chọn cái nào tối ưu nhất, mình còn 3 viên. Còn 3 viên mình sẽ chọn nha mọi người. Trong cái pin M2 này nè, mình còn 3 viên. Nguồn gốc pin này là tháo từ những cái máy iCloud. Một số trường hợp máy mua về cũng có, một số trường hợp iCloud dưới 100 lần sạc cũng có. Rồi chọn đó thay vô rồi test full chức năng hết cho anh. Rồi giao giờ pin nhận lại cho anh nha. Rồi pin nhận lại rồi anh đi làm, rồi có gì quy trình làm thì mình sẽ ghi hình, rồi anh có thể xem. Ok ha. Mọi người, bây giờ mình sẽ viết biên nhận lại cho anh Công, rồi ảnh đi làm, rồi tiến hành thay rồi như thế nào, rồi báo ảnh qua điện thoại thôi. Ok ha. Đây nha mọi người, mình có cái linh kiện này, một chồng luôn này. Một chồng này là xét của M1. Đây nữa mọi người ha. Đây, quay qua đây, đây một chồng nữa nè. Cục pin này mình sẽ thay cho anh Cảnh, là pin zin tháo máy. Đang chồng nữa nha mọi người. Giờ mình sẽ lấy chồng này, 3 viên này nè. Để coi nào tốt. Chắc chọn cái nào dưới 200 lần sạc. Đó, mấy cái set này là nhiều lắm. Nguồn là linh kiện nè, chính hãng không nha mọi người. Tháo máy iCloud đó. Mình thử 1-2-3 viên. Như trao đổi với anh Cảnh đó, cục thứ nhất nè, cycle count này là 381 lần. 381 lần. Thử cục này thử. Cục này nói chung thấy cũng được. Nói chung pin cũ xài dưới 400 lần sạc là cũng ok nha mọi người nha. Nhưng mà mình cũng chu đáo, mình thử cục nữa. Tại vì cái cục này ảnh nè, mọi người vừa quay đây thấy không? Không còn báo service nữa, cameraman quay đây nè. Hết báo service rồi nè. 2 tiếng mấy nữa, nói chung pin này cũng ổn rồi. Nếu mình thử thêm một cục rồi, cục thứ hai, cục thứ ba, 3 cục này thử. Rồi cục nào ok nhất mình chọn lựa thôi. Cái nào tốt nhất cho khách hàng thì mình trao tặng. Ok ha mọi người ha. Giờ sang sẽ chịu khó thử cục pin này luôn. Rồi coi thử nó như thế nào. Rồi mình sẽ chọn nha mọi người, chọn thử cục 300 mấy lần sạc này hay là cái cục này. Ok ha. Mọi người đợi xíu nha. Click with two fingers. Cái nào ấy? Thế là anh muốn bấm bằng two finger là chuột phải. Chắc mắt nó không?
cái mouse này anh thử đừng có chọn two finger, anh thử chọn bên phải, anh thử chọn right hand đây. Yes, right corner, yeah, anh thử, anh về ra ngoài anh thử cái chuột phải.